mấy con này thì mình trả trước mấy triệu nhận xe. Dạ, 2 triệu, 3 triệu anh. À, 2 triệu, 3 triệu nhận xe. Dạ, cần chứng minh hộ khẩu hoặc chứng minh bằng lái anh em. Hộ khẩu ô tô cũng chứng được mà dưới 90 ngày anh em. Rồi, ok. Đừng nợ xấu với lại đúng 20 tuổi anh em. Anh em cần gì liên hệ kết bạn Zalo với mình. Rồi, kết bạn mạnh rồi Zalo để mà được hỗ trợ cho mọi người. Dạ, mình ở đây hỗ trợ hết ra vô anh em. Cái bên này ít 30, anh em có 20. Mình cho hiếu anh em nợ là 10 triệu luôn. Ví dụ chiếc hẹp 35 triệu. Em có 20 triệu để dành 20, 25 triệu mình cho hiếu không tính lãi một ngày nào cho anh em. Hello, xin chào quý anh chị và các bạn ha. Chào mừng các bạn quay lại với channel Xe Máy Giá Rẻ nha các bạn. Thì hôm nay mình lại cập nhật cái lô xe bên khách hàng anh Dương cho mọi người ha. Xe thì rất là nhiều dòng luôn, đủ các loại luôn. Anh chị và các bạn nào mình muốn mua thì mình cứ liên hệ cái số Zalo mình để ở trên màn hình nha mọi người. Cái địa chỉ thì mình ghi dưới bình luận. Bạn nào mình có thắc mắc gì mình cần hỗ trợ các bạn cứ comment ở dưới clip ha. Ngoài ra thì mọi người chịu khó đăng ký kênh, nhấn vào cái chuông để mà theo dõi những cái video mới nhất. Bây giờ mình sẽ cập nhật sơ nhanh gọn cho anh chị và các bạn một số dòng xe đây. Ở đây mua xe thì rất là đơn giản luôn, chỉ cần mình trả trước 3-4 triệu là các bạn nhận xe, mang theo chứng minh nhân dân với lại giấy phép lái xe nha mọi người. Là xe này là xe siêu cấp nha mọi người, siêu lướt, bao không tí ngã, 1-1 nha mọi người. Đây, kia là anh Dương nha mọi người. Chào em, chào con của bác, em chú lắm tuổi nha. Dạ. Rồi, cái loại báo giá sơ con này đây, vào bên trong mình quay trước. Đọc nha anh em, đọc kia lâu lâu mới về nha anh em. Phá bạch đầy đủ nè, ok rồi, anh em thấy không? Phá đâu ok hết cho anh em. 2 chia đầy đủ luôn. Anh em hãy mua xe cũ mà có cái này là cái mã anh em có mắc chìa phá cái đem đây, còn chìa phá là ok. Nó còn cành, luôn với cái mã nó. Nó canh vô cái mã là ok anh em ha. Quay vô là cũng vậy nè, anh em có coi cái mã rồi. Chất lượng luôn nha. Xe đi 9.000 coi đúng không? Dạ đúng rồi. Chỉ có riêng một con này là 2017 nha mọi người. Bắt lên xe kỹ, đúng kỹ, chủ kỹ luôn. Bọc keo nguyên con. Rồi. Hàng bao nhiêu anh? Dạ. Mấy chưa? Dạ. Hàng bao nhiêu? Ngày nãy anh, 31 triệu anh. 31 triệu, bao hồ sơ à? Dạ. Đó, phụ trợ thì 2X. 2X. 1.000 coi, xe 2021 á. Dạ. Xe như xe mới. Bạn nào mà đang chú nào mà đang có nhu cầu muốn mua thì mình liên hệ á. Dạ, đầy đủ đồ hết cho anh em nha. Rồi. Bữa này thì ad 155. Dạ. Anh mùng 55 thì khỏi cần phải bàn cho mọi người, anh Dương nó bán liên tục đây lướt, mới về. Xe này cũng siêu lướt luôn. Dạ, cọp cọp. À, giống như xe mới luôn mà con này 100 mới coi. Dạ. Nói chung tính là 100 coi thì đâu như khác gì xe mới đâu, chưa hết rồi đai. Con này thì bao tên luôn anh. Bao trọn gói cho anh em là 44 triệu bao tên cho anh em giữ quyền. Bao trọn gói luôn. Dạ, quyền Phú Tăng, quyền ở Đồng Tháp đồ đó anh em. Này nọ đồ. Ừ. Quyền là bao vốn. Bị xiên bị túng rồi, sắp trăng rồi. Đó. Nên nói chung là toàn quá, nào huyện là 44 triệu anh em. Rồi thành phố thì cộng thêm 1 triệu nha anh em. Thành phố Long Xuyên, thành phố Châu Đốc, thành phố Cao Lãnh rồi. Dạ. Thôi, Vinh NX thì đợt này còn 3 con thôi. Dạ. 3 con Vinh NX giá thì từ 20... 30... Nói chung là 28 tới 36 đúng không? Dạ. 28 tới 32 hả? Dạ. Là lô này. Đó, phiên bản đường đua, combo xanh. Mấy con này thì mình trả trước mấy triệu nhận xe. Dạ, 2 triệu, 3 triệu anh. À, 2 triệu, 3 triệu nhận xe. Dạ, cần chứng minh hộ khẩu hoặc chứng minh bằng lái anh em. Hộ khẩu ô tô cũng chứng được mà dưới 90 ngày anh em. Rồi, ok. Đừng nợ xấu với lại đúng 20 tuổi anh em. Anh em cần gì liên hệ kết bạn Zalo với mình. Thôi, kết bạn mạnh rồi Zalo để mà được hỗ trợ cho mọi người. Dạ, mình ở đây hỗ trợ hết ra vô anh em. Cái bên này ít 30, anh em có 20. Mình cho hiếu anh em nợ là 10 triệu luôn. Ví dụ chiếc hẹp 35 triệu. Em có 20 triệu để dành 20, 25 triệu mình cho hiếu không tính lãi một ngày nào cho anh em. Đó, cho thoải mái cho anh em một tháng. Bảo hành bao nhiêu anh? Bảo hành 2 năm, nay mình bảo hành 2 năm. Tại mình bán xe chắc mình không sợ cái phần bảo hành. Xe chắc là bảo hành hơn vô tư cho anh em. À, bảo hành 2 năm. Tại anh em mà nghiên cứu tới YouTube là anh em rất là kỹ xe. Mình bán không sợ cái phần bảo hành đó. Đó. Để anh em cứ hư chỗ nào cái gì trục trặc mua mình biết mình, cái nhỏ cái lớn gì đem là mình sửa chữa hết cho anh em nha. Từ dây điện, từ vàng hoài, vàng trong gì thế này, bị cái gì lại mình nó không chạy, không nổ, muốn mà gác cỡ là mình bảo hành cho anh em. Cái tâm gì cái phần đó nha. Đó, các bạn Zalo nha. Dạ. Rồi. Đừng có mua của mình mà vô hãng hay vô khỏi chiếc xe rồi nói nè, xe anh Dương bán bị vậy. Không có, muốn gì lại mình hết nha anh em. Mình bảo hành cho anh em 100% mà. Mình
Đó, đây cam đen này, mấy con sắm sắm đen vàng này. Mấy con này bọc keo nguyên xe hết mọi người. Đó. Thì ẹp thì giá từ 30 tới 36 triệu nha mọi người, trả trước tầm 2 3 triệu, 3 4 triệu rồi đó. Đây. Còn GTR thì 3X. Dạ, 3X. GTR hiện tại có 3 con luôn, cùng màu này luôn nha mọi người. 5 con rồi. À 5 con ha. Dạ, 5 con. Anh em nào đam mê thì mình cứ tới nha, xe đi lướt tầm 1000 cây, 2000 cây không à. Đó. Ngoài ra thì ẹt bên này nữa nè mọi người. Anh em nhìn đi. Lô ẹt này được khối không phải bàn luôn. Kẹt xe bán không nha anh em. Này nó đứng chắc, đúng là ít đi không cho anh em. 21 này quẹt nha anh em. 2021. Đó, lấy khối smart cây. Đó. Màu này là mở kinh màu xanh này. Ẹt màu đỏ nhám này mọi người, ẹt màu đen này, con này màu phiên bản bình minh này, đó, thì cứ từ 30 tới 36 triệu và các bạn mua trả góp thì trả 2-3 triệu gì cũng mua được hết, anh Dương anh hỗ trợ hết, tất cả là giá là bao hỗ trợ hết giá cho anh em, bao hồ sơ cho anh em toàn quát hết, đó. Bao gút bao nhặt luôn anh em luôn, đó. Anh em yên tâm về chất lượng bảo hành 2 năm, đó. Hồ sơ hợp đồng. Anh em cứ việc ở đây làm công ty hay làm gì cái để mình lo còn giấy tờ cho anh em á. Rồi. Còn uy tín mình là yên tâm về cái uy tín mình này, mình bán hàng chắc 100%. Đó. Đó. Còn SH1 này thì 2021 luôn này. Dạ, có sự mắc cây. 400 cây nha anh em. ABS 400 coi là 62 hả? Dạ đúng rồi, 62 triệu. Dạ. Như xe mới đâu, như xe đặt thùng thôi, liền ốc inox hết rồi, anh em nào mà mua con này thì ok này. Nếu mà đang có ý định mua SH1 rồi, con bên trong cũng tương tự 2021 đi 3000 coi. Giá là nhiêu anh? 60 à? 60 chạy à. 60 triệu bao sơ? Dạ, bao tên luôn. Bao tên luôn à? Bao tên với huyện cái này. Bao tên cho huyện luôn. Dạ. Rồi, con này là mở kinh màu đỏ xám nè mọi người. Phải chắc không mọi người. Con này đó, nguyên lô này thì bao nhiêu anh? Dạ, con này thì nó cũng có chính. Biển số đẹp. 7992 cho anh em tên lên 7970G1 cho anh em. Rồi. 7992. Đó mình có tất cả là 2 con, 3 con, 82, 45. Còn con bản số Bạc Liêu thì 94K1. 33838 cho anh em. Số rất là dễ mua cái xe bây giờ là ăn được là số 1 luôn. Rồi. Thì đó, ẹt thì nãy mệt kinh mình nói là từ 30 tới 36 á, toàn là đời 2019, 2020, 2021 hết nha. À, 36 triệu. 36 triệu cho anh em tâm ơi nha. Rồi. Xe là đúng hàng mắc kinh nha anh em, ẹt nhập nha anh em. 36 triệu. Bản số Đắk Lắk cho anh em. Bản số dễ nhìn lắm nha anh em, 35346. 35346. Số dễ thương luôn. Quá tuyệt vời. 35346 này, 2079, 792 này. Rồi, về lô Vinner V1 này mình nghĩ anh em chắc hỏi khá nhiều về dòng này. Dạ. Vinner V1 này thì 28 triệu một con này, 28 triệu em bao hồ sơ cho anh em nha. 28 triệu bao hồ sơ, biển số đâu anh? Biển số 61C1 em. 61C1. Con này cũng là 28 luôn à? 28 triệu luôn. À màu trắng này cũng 28 luôn rồi dạ. Mọi người. Dạ. Đó, Vinner V1 28. Mấy con này hai cặp này như đi xéo ngang được phải á? Dạ đúng rồi. Còn hai con này thì con trong 32 triệu bao hồ sơ. 32 triệu đi 3000. Đó, bao sơ. Xanh trắng thì khoảng 3X nha anh em. Xanh trắng thì 3X, xanh trắng thì nói chung là cọp lắm luôn á. Con nói cũng đi tầm đi 3000 á mọi người. Cây đủ đồ hết cho anh em nha. Rồi. Về Vario này mọi người. Vario 150, dạ. Hàng 4X. Dạ. Xe như xe mới nha. Dạ, xe sẽ bán lâu nha anh em. Con bên này thì 30 triệu ha. 30 triệu anh, bản số xe Bình Dương anh em, 61C1 98980 nha anh em. Số gì rất dễ thương cho anh em, 1998 nha anh em. Dạ. Rồi, bên này thì Vario nữa này, cặp này 125. Này giá sao anh? Hàng 3X anh em. 3X, trả trước là 4-5 triệu nhận xe nha. Đó, anh em dùng cái hàng 3X, ví dụ mua, anh em muốn kết bạn Zalo mình sẽ báo giá chính xác cho anh em. Dù mình mua xe 32, mình bán 33, 34, 35, dù anh em coi, anh em rất là bực. Anh em nghĩ là mình tiếc mình bán sớ, bán bậy rồi. Bán gì cửa hàng bán lời, cũng có tài còn rút hồ sơ ra tên khách, rồi bảo hành 2 năm nữa nè. Rồi phí này nó tặng nó có hiểm rồi tặng áo mưa rồi đầy đủ chắc cá cho anh em. Rồi, về Sonic thì giá từ 45 tới 50, 50 là xe chưa lăn bánh. Đây cũng là một Sonic trắng đỏ rất kinh nè mọi người, đi 1600 coi. Con này là 48 hả anh? Dạ đúng rồi. 48.
đó. Còn nói ẹt thì bao nhiêu, ẹt thì mình lướt lướt sơ sơ thôi. Mình mới dở sổ dở sách đầu ra mình con mình phun nhiêu rồi mình ra tên huyện nào rồi nhập ở đâu đó. Đúng rồi, nó hàng 3X nên em thông cảm. Mình bé mình với việc quay là 2-3 năm nay là cứ 3X nhưng mà nhiều quá, khách hàng coi đúng chắc đúng xe là anh em ủng hộ nhiều lắm anh em. Đó, bán hàng bao ken mà, hàng ken không à, ken là xin lướt sóng không té ngã. Thôi, con này nữa nè, Sonic nè mọi người. Cặp này 45 nè mọi người. Cặp này 45 triệu nha anh. Có tiền nào của nó đâu. Dạ. Còn con này chưa lăn bánh mà. Dạ. Đó, hai quan cặp tay 48 luôn à. 48 triệu cho anh. Rồi. Về Sachia, Sachia giá từ nhiêu tới nhiêu anh? Sachia thì từ cho nó giá 38 cho tới 44 triệu nha anh. Đó, 38 tới 44 bao tiền? Dạ, 38 còn, thì cũng có nó cũng có ngoài nè. Còn Rider từ 35 tới 40 rồi. Tới 40 cho anh em nha. Đó, cộng gì trong nhà cũng có. Đó, đó từ cũng có đầy đủ cho anh em nha. Rồi. Mà nào cũng có cho anh em yên tâm. Đó, mình ra ngoài mình lúc xanh lúc đen gì cũng có cho anh em, Rider rất là nhiều mà mình bao nhiêu cho anh em, anh em kết bạn Zalo mình gửi mẫu ra cho anh em gửi nào cho anh em coi. Nó nhiều lắm. Để. Nói chung đây do mình quay lướt mà mọi người. Zalo mình đổi địa hình ra vô nè. Nó đổi bên đây bên kia rồi, ra trong nhà ra đây mình đổi. Đó, rất nhiều cho anh em. Anh em nhìn ẹt là biết ha. Ẹt đó là ẹt khủng không nha mọi người. Không phải là. Đây, ngoài này nữa nè mọi người. Ngoài này cũng ẹt nữa nè. Mở kinh nè. Có xanh TV đồ loại gì cũng có cả. Có biển số thành phố nữa nha mọi người. Đây này, con này biển số thành phố mình quay mấy con đặc trưng nữa. Đây biển số thành phố này. Con này biển số 59 nè mọi người. Con này giá là 7X luôn anh. Dạ 7X anh. 36 triệu anh. 36 triệu cho anh em. Hai con này cũng 36 triệu luôn. À, hai con này 36 luôn nè. Dạ đúng rồi. Trả trước 3-4 triệu là nhận xe. Đó. 36 triệu anh em. 36 triệu. Hồ sơ cho anh em. Rồi, con ẹt trắng đổ ở kia 33 nữa kìa. Quay nhanh cho mọi người ha. Lướt lướt cho anh em xem thôi. Anh em nào mình chịu khó mình kết bạn để mình biết chi tiết nha mọi người. Con này 33 triệu nè. 33 triệu nha. Đi 5 ngàn coi. Đi nhiều anh em. Tiền nào của đó nha anh em. Đó, đi nhất thanh lần sơn anh em thấy không? 220 anh em. 220. Dạ. Hàng chuẩn cho anh em. Còn chiếc xe kia nãy mình nói nè anh em. 36 triệu đúng không? 36 triệu. Đó, bao sơ cho anh em dán keo nha anh em. Đó, keo hết anh em thấy không? Đó, đó bọc keo không mọi người. Còn keo luôn nha anh em. Đó, yên tâm. Đó, keo. Còn keo luôn nha. Đó. Keo cũ chứ không phải keo mới nha anh em. Đây mình có keo cũ không? Đó, GTR này 2.000 coi nè mọi người. Hàng 3X nha anh em. Đó. Rồi, thì mình cũng lướt sơ sơ qua cho anh em tham khảo á. Các bạn nào mình cần biết chi tiết hơn. Dạ. Hoặc là có vấn đề gì mình liên kết bạn qua Zalo 0961611161. Dạ. Để mà được hỗ trợ nha. Rồi, ok, okay dạ, xin dạ, chào ha. Chào anh em.